Xin chào cả nhà, buổi chiều nha. Thì chị hôm nay anh tiếp tục đi đặt bẫy chuột với anh Hoàng nữa cả nhà. Thì hai anh em cũng mới vừa tới chỗ nè. Thì hôm nay em đặt lại cái đám cũ này. Thì số 7 của em thì cũng đặt 20 cái nha cả nhà. Đó, số 7 22 cái, còn số 7 của anh Hoàng thì 42 cái. Đó, thì hai anh em đặt nãy giờ cũng được ít rồi. Giờ anh Hoàng mới được có mười mấy cái rồi. Bây giờ cũng xin chúc cả nhà mình buổi chiều thật vui vẻ bên người thân bên gia đình nha. Thì hôm nay em lên đây, hai anh em đi đặt, em không có giới thiệu địa chỉ nha nha, em gì địa chỉ đây em không gạch. Nó thì anh Hoàng mới vô đám đó đặt được mấy cái, thì đi đặt chuột chắc em không có quay, em chỉ hẹn cả nhà video sáng ngày mai nha. Gà nước gò lên, nước ngập hết trơn cả nhà, không có đặt được nhiều. Dạ anh em chạy đi kiếm nãy giờ từ 3 giờ tới giờ mới được có mấy cái. Lúc gà nước ngập nhiều quá trời luôn rồi. Giờ còn mấy cái gò không mà đặt không có được nhiều cả nhà. Hai anh em tiếp tục đi đặt. Hẹn cả nhà video sáng ngày mai nha. Vô. Vô coi, vô cả nhà, vô vô vô. Đây. Diễn ra liền, diễn ra gấp. Tình diện ban cán sự. Rồi, em xin chào cả nhà vào buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay em tiếp tục đi thăm bẫy chuột với anh Hoàng nữa. Thì hôm nay đặt cái cánh này cũng ở đâu thì để anh Hoàng giới thiệu địa chỉ với em cũng không gần cả nhà. Chào cả nhà hết nha. Hôm nay hai anh em mình với em Lận đi đặt ở ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ. Mời cả nhà, chúc cho cả nhà, cho cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe hết. Giờ bữa nay mình đặt ở đây được 4 cái. Em đặt cũng 4 cái luôn. Em Lận cũng 4 cái, 8 cái cả nhà. Giờ đi thăm với mình cho nó trải nghiệm cho nó vui, ủng hộ cho hai anh em ơi. Rồi, xin mời cả nhà cùng trải nghiệm thăm bẫy chuột với hai anh em nha. Thì hôm nay hai anh em đặt cũng ít. Hai anh em đặt được có tổng cộng được có 45 cái cả nhà. Do hôm qua lúc này nước nó ngập. Nước ngập nhiều quá nên vô kiếm mấy cái gò cũng ít nên hai anh em đặt cũng ít. Mùa này nó ngọc sớm lắm cả nhà. Mình ở đây là mình cao nhất rồi đó, chứ mấy chỗ khác là người ta linh bỉnh hết rồi. Nó giật cái ở dưới quê dưới bắt đầu mới sập. Rồi cái đầu tiên vô không? Vô cái gặp. Vô cái gặp. Rồi cái đầu tiên cũng vô cả nhà. Vô cả nhà. Thì nghề bẫy chuột này của hai anh em cũng là nghề mưu sinh, nghề chính luôn cả nhà. Nên hai anh em quay cũng chia sẻ lên, cái mong cả nhà ủng hộ cho hai anh em. Một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Để hai anh em là có động lực làm những video săn bắt này kia thú vị hơn, gửi đến cả nhà mình xem giải trí cho nó vui nha. Mấy cái rồi anh? 2 cái rồi cả nhà, 2 cái mà không thấy con gì hết. Đất đây giờ người ta phân lô phân nền hết rồi cả nhà. Đã cầm cột hết rồi đó. Là có người mua hết đó. Dân Sài Gòn xuống người ta mua hết nên ta chưa ở còn trống. Rồi bắt chuột ra luôn đây. Để nó nằm đó, nó lạnh đồng nghiệp nó. Khù khi. Không vô luôn hả? Cái này kỹ ta. Rồi tới cặp cái hàng rào này em được 4 cái nữa cả nhà. Đây cái đầu tiên này, chỗ này. Rồi xong luôn. Khù khi không thấy. Sụp rồi nha. Sụp rồi mà vô con gì á. Con gì nhỏ xíu à. Chuột cơm. Cơm nhỏ xíu cả nhà. Đừng ăn cơm nhỏ xíu à. Rồi thôi cũng được đi. Có dính là mừng rồi. Rồi 4 cái của em được có con nhỏ xíu cả nhà. Ở đây 5 cái cả nhà. Đây là kế bên cái lo phát thanh của đài Đây, phát thanh buổi sáng. Sáng gì mà lộn quằn quằn hoài đó cả. Sáng nay không dính là gầu sao mà. Vô. Vô coi, vô cả nhà, vô. Đây. Diễn ra liền, diễn ra gấp. Để trình diễn ban cán sự. Đây cả nhà. Quá khủng cả nhà. Sáng giờ mới gặp nè. Anh Đạt đây được mấy cái? 5 cái cả nhà, 5 cái hy vọng quất 5 con luôn nha. Rồi có chạy ra đây luôn. Vô luôn cả nhà. À, vô được. Bích lọc, con nào cũng bích lọc không cả nhà ơi. Quá khủng rồi. Anh Đặt cái giờ đi kiếm hay cực không? Lên đám cỏ mía này gặm quá em không có vô được, vô càng gãy cỏ người ta la lắm. Không hả? Rồi xách ra đây coi. Thầy đâm hẳn ra luôn đi. Đâu, chẳng con kia đâu. Ôi con này cũng nhỏ. Con này cũng được cả nhà. Ồ, dính con đầu tiên quá khủng, con thứ hai nó hơi bé một xíu. Rồi còn 2 cái nữa. Nước cái này sao con gì ở được. Ruột này thì xả nước. Rồi không vô. Còn cái nữa. Cái qua hai bên luôn. Nè. Đâu vậy? Cái cuốc đó mà. Vô hả? Vô cả nhà, vô cả nhà. Rồi cũng được đi. Rồi 5 cái 3 con. Rồi. Ở nhà em sơ sơ thôi nha. Em ấp máy. Cái đài phát thanh nó ồn quá. Anh bấm cái 2 cái dấu bằng. Rồi, ở đây em còn được một cái. Hy vọng cái này nó khè. Giật banh chành hết mà không thấy đường đâu hết. Đặt đại luôn. Khè anh ơi. Khè rồi. Khè cả nhà này. Đừng con nhỏ hả? Con nhỏ xíu hả? Con này bích lục nè. Rồi được cả nhà. Sáng em đừng con là mình. Rồi vậy cũng được đi. Sáng cả nhà ngắm mặt trời. Ngắm bình minh. Đây. Cái đầu tiên. Lụm cái ơi. Vô cái này cho đẹp bậy. Vô cái bẫy. Rồi. Cái gì à? Một cát. Đi trước đây. Một cái cả nhà ơi. Biết điểm đi trước đi. Bỏ, bữa đó nó không đi. Hoặc là bị dính nè. Rồi vô cái nhà. Bỏ rồi. Bỏ nhà đi sang xứ khác ở hả mày? Lần đó mày bỏ mày lần này hả? Rồi. Lấy cái đuôi người ta ra đi. Rồi nha. Cái thứ 4 dính nè. Hy vọng cái thứ 5 lụm luôn nha. Đây được một con. Cũng mừng đi. Giờ kiếm được con chuột là khó khăn lắm cả nhà ơi. Rồi 5 cái. Khó khăn lắm rồi. 5 cái dính được con. Thôi vậy cũng được đi. Nước nổi này giờ nó tránh hết à. Nó tránh đâu mấy cái gò người ta gào rồi đó. Mình không có vô được. Cái hết gặp luôn. Rồi. Vậy đi. Vậy là gom cho nó khỏe chứ gì. Cái này trả lại mấy điểm cũ cả nhà nên kết quả dính nó thấp lắm, tại vì mấy điểm này mới đặt cách nay cũng 2 tuần. Đó. Nên chuột nó còn nhát. Đó, cái đầu tiên là lùm bẫy này đó. Cả nhà xem video dính ít cũng thông cảm cho hai anh em nha. Hẹn cả nhà vào mùa khô ra ruộng đặt nhiều. Mùa nước này rồi dính. Ồ, đường dây mà đi ra đúng không? Ngộ thiệt, nó muốn đi là đi cả nhà. Mắc cỡ không là không thò tay xuống lấy được mà bít lật. Đây anh cả chừng nha. Nó vô tới đó rồi đừng hỏng ăn nha. Đường mới. Nhà thấy không? Đặt cái cực mà dính được con chuột phải bảo quản nó còn hơn báo vật luôn. Ồ, bít lật cả nhà. Quá đã. Cái sao trọc mà trong banh vô ngàm mà. Có lông rồi kìa. Không phải đâu. Cái này cái đạp mới động luôn. Nè, 3 cái đi. Đây đi. Em mà gặp mấy gà mắc cỡ này. Vô con gì vậy? Gúa mà nó rung sao mà banh bẫy luôn rồi. Cái gặp quần bên. Em lú khóa hoại. Có chút xíu mà lật cái bẫy luôn. Lên mấy cái gò này thì hay gặp khu nhà già. 4 cái rồi đó. 4 cái 2 con. Hôm qua em đặt ngoài kia cũng đang bò ăn, không biết nó có dậm lên bẫy không. Vô. Khủ khí. Trời ơi, vô bầy chuột gắn luôn. Mày lụm hàng. Được một con chuột gắn mà mừng quá cả nhà. Mình buồn mà nó mừng. Thì được con gì em mừng con đó, được bự em mừng bự, được nhỏ em mừng nhỏ chứ em không mừng đâu. Mà nó được đặt gắn nó mừng vậy trời. Rồi. Xong. Cái này gì mà gai nè. Không gai. Cái này cái gì quên mất tiêu rồi. Cái kẻ đầu chó. Cái này nhà coi gặp. Cái này lần đầu tiên luôn. Nó vô mà nó làm sao vậy? Vô sao mà nó lật đứng lên luôn vậy? Tiếu thiệt. Tự mà. Cũng bích lập thôi chứ. Đó, thấy cái nhà về nó lên gò không? Khôn ghê không? Rồi. Về đây trình diện chính quyền địa phương em ở ấp mấy xã gì này là ấp ấp 5 xã Đức Hòa Đông hả? Ừ, ấp 5 xã Đức Hòa Đông. Hai anh em chạy nãy giờ cũng vòng vòng hả? Ấp bên ấp Bình Tả qua Đức Hòa Hạ xong tới Đức Hòa Đông. Kìa cái gốc kìa ơi, nó nằm im ru kìa. Lẫm hang. Anh này vô mà không cặp à. Hóc hả? Còn 7 cái nữa hả? 7 cái nữa cả nhà. Cái lụm này, cái lụm không gặp à. Cái lụm không gặp à. Đâu rồi? Đó, có 7 nè. Nó nằm kế bên chân luôn. 2 cái. Quá mắc cỡ rồi. Vô đó khè chắc luôn. Mấy chỗ nào mà khó đi khó đặt là dễ dính. Rồi khè cái bẫy. Bước vô làm chi? Bước. 4 cái nữa. 4 cái nữa à. Dạ cái đầu tiên tịt ngồi. Khè cả nhà. Cháu con. Bởi vì không dính thôi, dính này đây chuyển qua liền, chuyển tại liền nó nè. Quay cái này cho nó đủ ánh sáng nè, nó. Ôi đã. Phê phê. Rồi còn cái nữa hả? Rồi sao làm như bẫy đặt nghiêng luôn vậy? Trời, nghe qua rớt luôn hả? Sâu nè. Rồi. Trước mình đặt ngoài đây dính lùm mà dính hai con. Nên anh em vô tới ổ luôn, nó cũng không vô. Rồi hết. Rồi hết. Rồi bây giờ là tới tổng kết của anh Bảy trước cả nhà. Hôm nay anh Bảy đặt 40 cái. Được bao nhiêu đem ra đây. Đây có được anh chục lúa nè, chục gắn. Đó đặt 30 cái à. Đặt 30 cái cả nhà. Đó, hàng nóng không đó, đó. Chụp mấy anh này ra bên, đó 5 cái. Bỏ bên 7 con. Thì anh Bảy đặt 30 cái được 7 con đó nha, 7 con chuột cống. Đó. 5 anh này bự, 5 anh này là 3 kg khỏe luôn. Còn hai anh kia lấy nửa ký nữa thôi, 3,5 kg. Thì đặt 30 cái bẫy được 7 con. Với 20 lúa là 9 con. Bây giờ hai anh em cũng thăm bẫy chuột tới đây cũng xong ở nhà. Rồi về em cũng xin chào cả nhà. Sáng sớm mà mình đi dở gặp đỡ này đặt 30 cái cả nhà. Bữa nay được 70 cống nhum, 20 lúa là 9 con. Thôi cũng kính chúc cho cô chú anh chị ha, xin mọi mùa nước được dồi dào sức khỏe hết. Bây giờ mình đi kiếm gặp cho nó đủ số gặp rồi. Giờ em lựng thì còn 4 cái nữa hả? 3 cái. 3 cái nữa. Giờ tổng kết hẹn lại cả nhà chiều nay, ngày mai làm clip khác nha. Yeah. Tiếp theo. Yeah. Rồi chào cả nhà nha. Rồi muốn xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà video chiều hôm nay. Chiều hôm nay hai anh em đi đặt thì em quay tiếp. Để chia sẻ lên cả nhà em cho vui giải trí. Nhớ ủng hộ hai anh em bằng một lượt like nha cả nhà. Một like, một lượt đăng ký và chia sẻ để hai anh em có động lực làm những video tiếp theo này. Wow, 4 con này là khủng hoảng kinh tế này.